phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm về đích thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tại hội nghị ban chỉ đạo diễn ra vào chiều qua. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vấn đề được hội nghị tập trung thảo luận nhiều nhất là tiến độ thực hiện dự án thành phần 1.2 về giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Bởi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến thời điểm phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích cần thu hồi theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Trong khi đó, dù tỉnh Hưng Yên đã thu hồi được trên 84% diện tích, vượt tiến độ ở giai đoạn 1, nhưng hiện công tác xây dựng khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang để giải phóng mặt bằng diện tích đất thổ cư, đất nghĩa trang, việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, di chuyển doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ. Khối lượng công việc còn nhiều, đều là những phần việc khó và mất nhiều thời gian hơn giai đoạn trước. Nhất là tại hai huyện Văn Giang và Văn Lâm phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp như đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ, chưa bố trí diện tích đất thu hồi và kinh phí để di chuyển doanh nghiệp, người dân vẫn còn có ý kiến về việc thay đổi hướng tuyến qua khu dân cư. Đến ngày 29 tháng 10 vừa rồi, truyền hình Hưng Yên đã đưa cái việc nắn tuyến đã nêu rất rõ rồi. Tại sao tuyến nó phải nắn chỉnh đi vào Lạc Hồng? Thế và các hộ dân này chỉ người ta chỉ có mỗi cái là đòi hỏi về cái quyết định của thủ tướng đâu dấu đỏ đâu vào Lạc Hồng đâu. Thì trong cái kênh hôm 29 nó nói rõ rồi. Phê duyệt đầu tuyến cuối tuyến, các cái tiểu tiết cái những cái đấy thì báo cáo chí là trong tờ trình đã có đường vẽ kế hoạch qua đấy rồi. Cái việc mà lắng tuyến thì thấy là không còn cái gì thắc mắc nữa và tới đây có thể chúng tôi sẽ tiếp tục cưỡng chế. Nhiệm vụ chính của chúng tôi trong giai đoạn này là một là tuyên truyền, hai là tập trung vào cái việc mà di chuyển mộ, đấy đang gấp rút xây dựng các bể mộ. Và thứ ba là xác định cái nguồn gốc sử dụng đất đối với những trường hợp bán trái thẩm quyền để đề xuất cái hướng, một là thực hiện xử lý cái vấn đề mà đấy, hai là đề xuất làm sao mà đạt được cái tỷ lệ tốt nhất. Đối với dự án đường Tân Phúc Võng Phan cũng có tiến độ chậm hơn so với yêu cầu. Hiện chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến sẽ khởi công dự án trong tháng 11. Dự án cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. Một số khó khăn vướng mắc là huyện Phù Cừ chưa bố trí được kinh phí để thực hiện các dự án tái định cư, xây dựng nghĩa trang mới. Các vị trí để di rời nghĩa trang, bãi rác ở huyện Ân Thi, Phù Cừ chưa có trong quy hoạch sử dụng đất. Trong khi đó, yêu cầu đặt ra là đến hết tháng 11 năm 2023 phải giải phóng mặt bằng tối thiểu 70% diện tích cần thu hồi cho dự án. Đối với 3 dự án khu công nghiệp gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Yên Mỹ và Yên Mỹ 2 mở rộng đã giải phóng mặt bằng được phần lớn diện tích đất cần thu hồi. Tuy nhiên, có một số khó khăn, vướng mắc cụ thể mà quy trình thủ tục mất nhiều thời gian để thực hiện. Đối với 7 dự án cụm công nghiệp, tình hình chưa có nhiều chuyển biến. Còn 6 chủ đầu tư dự án chưa hoàn thành việc nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, cho nên chưa thể hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Một số dự án chưa hoàn thành việc đánh giá tác động môi trường. Vì vậy, các dự án này chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo. Tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến đánh giá và chỉ đạo để đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là dự án đường Vành đai 4 và đường Tân Phúc Võng Phan. Nhiệm vụ trách nhiệm là chúng ta phải làm, đã phải xác định trách nhiệm trước. Do vậy khi mà xác định trách nhiệm rồi làm thì ta cũng phải có động viên. Nên là tôi cũng đề nghị thôi các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân các huyện thì cũng cố gắng và quyết tâm cùng bên, vì bên cạnh các đồng chí đấy còn có cả hệ thống chính trị chứ không phải một mình các đồng chí. Và hai là cũng động viên các cán bộ trực tiếp làm, ta phải có sự quyết tâm mà cả hệ thống chính trị ta vào cuộc thì ta mới thực hiện được. Dân người ta có quyền đòi hỏi, cái đấy đúng. Nhưng mà nói rằng bây giờ là chưa tính toán được, nhưng cơ bản nhà nước sẽ đáp ứng các nhu cầu đó theo quy định pháp luật ở mức cao nhất. Thế thể hiện nên là đều vướng đến cái khu 1 là khu tái định cư của người ở, 2 là tái định cư của người đã khuất. Đấy thì 2 vấn đề ấy. Thế do vậy đề nghị là tái định cư đây thì đề nghị các đồng chí là đẩy nhanh khẩn trương. Về mồ mả thì đồng chí là bây giờ tầm tháng 9, tháng 10 nó đến tháng 12 là cái tầm này là người ta rất ủng hộ cho việc giải phóng mồ mả. Do vậy đề nghị bố trí khu nghĩa trang ấy để tái định cư cho người đã khuất. Kết luận hội nghị,
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá một trong những nguyên nhân của tình trạng tiến độ các dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu là do việc nhận định xử lý những vấn đề phát sinh còn chậm, một số sở ngành địa phương chưa rốt ráo đeo bám vấn đề vướng mắc nảy sinh. Đối với dự án đường vành đai 4, nguy cơ không đạt tiến độ đề ra đang rất hiện hữu nếu không có sự quyết liệt vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, vì vậy sẽ không còn đường lùi, chỉ có tiến lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận với dự án, nhất là chủ động tuyên truyền vận động, không để nhân dân bị lôi kéo bởi những quan điểm, nhận thức chưa đúng về dự án, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình gây khó khăn, cản trở việc thực hiện dự án. Bắt đầu từ tháng 9 là thời điểm vàng. Chúng ta mà không quyết liệt khẩn trương thì là chúng ta lại lỡ mất một năm. Cho nên là trong các cái công việc cái tái định cư đất ở, tái định cư mồ mả, tái định cư các hạ tầng, tái định cư doanh nghiệp thì các đồng chí tập trung cho tôi cái tái định cư cái phần về mồ mả. Một mặt là gì? Thu hồi đất của cái phần mở rộng nghĩa trang, phê duyệt các dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, triển khai xây dựng nhanh. Đấy, cái phần công việc liên quan đến mở rộng, nâng cấp các khu nghĩa trang. Làm sao mà trong tháng này là các đồng chí phải xong được cái phần về xây dựng nghĩa trang. Có đến đâu, động viên nhân dân chuyển đến đấy. Chứ còn thực ra là người dân bây giờ là họ cũng đồng thuận rồi. Họ cũng xác định rõ, rất rõ là tư tưởng là không thể nào để phần mộ của nhà mình bất an ở một cái dự án như thế được. Kèm theo đấy là khu tái định cư. Phải triển khai nhưng ngay, vẫn quan điểm của ban chỉ đạo gì, làm cái khu tái định cư cho nó khang trang, hạ tầng đầy đủ. Mà thậm chí kể cả các đường ngõ rồi các cái khu đường nội bộ ấy, rộng rãi ra một tí để tạo sinh kế cho người dân. Cuối cùng đấy là quyền lợi của người dân. Đối với dự án đường Tân Phúc Võng Phan, đồng chí yêu cầu ba huyện Ân Thi, Tiền Lữ, Phù Cử phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. Tôi đề nghị là ba huyện, các đồng chí phải đẩy nhanh tiến độ về giải phóng mặt bằng thực hiện theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo. Đây là cái dự án rất quan trọng. Thu hồi đất cũng khá lớn, nhưng mà cũng may là nó cũng đa phần là đất nông nghiệp, nó cũng có cái thuận hơn. Lại đúng nguyên tắc như vành đai 4, dễ trước khó sau, nông nghiệp trước phi nông nghiệp sau. Thế trong tháng 11 thì nếu như các đồng chí triển khai đồng bộ thì các đồng chí sẽ đạt được 70% cái đất nông nghiệp ấy. Triển khai tất cả các mũi thu hồi đất đồng bộ luôn, vừa chạy vừa xếp hàng như đường vành đai 4, quyết tâm thì phải cao hơn núi thì mới được. Đối với ba dự án khu công nghiệp, đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm các địa phương phải giải quyết dứt điểm một số điểm còn lỗ chỗ chưa giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khi tiếp nhận dự án thứ cấp phải theo đúng định hướng của tỉnh là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đối với các dự án cụm công nghiệp, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện ngay việc nộp tiền bảo vệ đất lúa, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo mục tiêu giải phóng mặt bằng tối thiểu 500 ha cho các dự án cụm công nghiệp trong năm 2023. Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tôi đề nghị là ban cán sự ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu ban hành cái văn bản chỉ đạo 45 ngày đêm về đích đầu tư công. 45 ngày đêm nhé, về đích đầu tư công. Để làm sao chúng ta nỗ lực hoàn thành cao nhất về mặt tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công.